Dạ thưa sư, gia đình con sống theo kiểu đa thế hệ và đều theo tư tưởng của Phật giáo phát triển. Tuy nhiên, con nhìn thấy gia đình con có những tà kiến rất sâu nặng. Ví dụ như có tồn tại một linh hồn trong thể xác, coi ngày giờ tốt xấu, cầu siêu vong linh vào ngày rằm tháng 7. Và đặc biệt rất xem trọng đám giỗ của ông bà. Mỗi ngày đám giỗ thường làm rất linh đình, mời rất đông bà con và thường kêu gọi con cháu sắp xếp về tham dự. Bản thân con cảm thấy rất vô nghĩa và mất thời gian, bởi dường như đó chỉ là hình thức làm theo truyền thống từ xưa, ông bà truyền lại mà không hề hướng đến việc sanh tạo lợi lạc nào cho người mất lẫn người còn sống. Đôi khi con còn cảm thấy đám giỗ như một dịp để mọi người tập trung ăn nhậu tán gẫu. Con đã có gia đình riêng và tỏ ý không muốn về những dịp như vậy. Nhưng ba mẹ và người lớn ở trong nhà tỏ ra rất bất mãn, cho rằng con bất hiếu, không nhớ đến nguồn gốc tổ tông của mình. Con xin sư chỉ dẫn cách cư xử làm sao để tránh được truyền thống này mà không làm gia đình nổi tâm sân. Lời khuyên của sư á, tiết cân đối giữa cái niềm tin của gia đình, chánh pháp mà chúng ta đang theo. Mà nếu như ăn chay mà nó đến người nhà thì cũng chợt nhớ đến vài cái nấm dọc. Cương quyết không có nhậu được thì tốt nhất là ngồi chơi với tụi nó, ngồi uống nước ngọt với tụi nó được rồi, chứ đừng có ngồi qua bàn nhậu. Như người Việt mình mà ép rượu mình hay là không biết bây giờ quý vị có nghe rõ hay chưa? Tại vì có nhiều khi á, máy móc nó muốn nhận mic nào là nó nhận cái mic đó thôi.
À, thì tôi nói lại ha. À, thì đầu tiên á là chúng ta có thể cân bằng cân đối giữa cái gia đình và cái gọi là cái chính kiến. Nào hôm cái ngày hôm đó đó là mình thu xếp để tới chùa để cúng dường tre tăng rồi hồi hướng phước đến cho gia đình, hoặc á, là mình có thể, nếu mà mình không về được thì mình có thể nói là để ngày hôm đó đó con ở chùa đó con tổ chức tre tăng, con có thể làm tre tăng lớn rồi con nhờ các sư á, thì các sư ở đó thì có thể cúng dường để hồi hướng phước rồi cầu an cầu siêu đến cho ông bà cha mẹ vẫn được. Và cái thứ hai đó là chúng ta có thể khi mà nếu mà về đó thì chúng ta về trong thời gian ngắn thôi, đừng có ở lâu quá. Còn nếu như mà chúng ta phải ngồi mà ăn uống ở gia đình đó, thì chúng ta ăn cái món nào mà nó trong ta tâm tịnh nhục thôi. Mà nếu có thể ăn chay được thì ăn, còn không thì mình ăn tâm tịnh nhục thì nó là điều tốt, và kiên quyết thì không có nhậu. Nếu như có thể thì ngồi chung bàn với lại mấy đứa con nít đó, trên cái danh nghĩa là mình lo cho tụi nó ăn rồi mình uống nước ngọt chung với tụi nó. Còn mà nếu như á các cái vị mà mời rượu mà ép rượu theo như cái kiểu người Việt mình á thì mình từ chối một hai lần rồi, thì nếu mà ép quá thì mình nói thẳng, nói em không về á là tại vì em không muốn uống rượu, mà anh cứ ép em uống rượu như vậy lần sau em không về, cái này là lỗi của anh không phải lỗi do em nữa đấy. Thì chứ cái gì mình cũng muốn hết, mình vừa muốn giữ mình mà vừa không muốn làm tổn thương gia đình thì nó rất là khó. Rồi chúng ta qua cái câu hỏi, không biết vấn đề này thì sư tử thường có cái nhìn như thế nào? Thưa thưa Đức, thưa quý vị, thì riêng nói chung là những cái câu hỏi này thì sở trường của Đức Thanh Tại, nên Đức đưa anh Tại đưa ra những cái lời khuyên tôi thấy rất là thiết thực. Nó đi nữa nữa là mình thực hành mình đưa vào hiện thực luôn á, mà áp dụng được ngay được liền luôn đó, mà áp dụng ngay trên cái tinh thần mà sẽ thấy rõ là cái tinh thần mà gọi là hòa hợp nhưng không hòa tan. Đó là một cái điều rất là đáng quý, và những cái lời khuyên này nó rất mà thiết thực thưa. Còn về ở đây thì sư Đức Hành Tại trả lời rất khá là đầy đủ rồi. Ở đây chỉ sư chỉ thêm một cái điểm nhỏ thôi, có nghĩa là ở đây cái vị này hỏi là làm sao để tránh được truyền thống. Quý vị phải hiểu là những cái mà không chỉ những câu hỏi này nha, những cái vấn đề mà tương tự như vậy nè, sư nói những vấn đề tương tự này, những cái mà thuộc về truyền thống văn hóa tập tục, nói chung đó thì mình đó, thì bản thân mình nè, thì mình đối diện những cái văn hóa tập tục truyền thống của đó mà nó trái với tinh thần là Phật dạy đó, thì mình nên làm thế nào cho phù hợp? Thì xin thưa, cái điểm chính đó, để mình trong một hoàn cảnh đó, mình đều có thể ứng xử trên tinh thần giống như Đức Thanh Tại có chia sẻ đó, là hòa hợp chứ không hòa tan. Thì để mình làm được điều đó thì sẽ có lời khuyên là mình nên tu tập cái tâm, tu tập tâm mình. Khi mà mình hiểu rõ về tâm mình như thế nào thì mình đều khéo léo uyển chuyển trong các trường hợp, không chỉ là trường hợp truyền thống này mà về những cái tập tục văn hóa nó đi ngược lại Phật dạy, nó tà kiến. Thì tu tập tâm là thế nào? Thì Đức Hành Tại có hay hay khuyên quý vị đó là nếu quý vị có thời gian thì nên nên tham gia khóa thiền ha, tham gia khóa thiền để mình hiểu rõ về cái bản chất, cái nội tâm mình như thế nào hơn, nó rõ ràng hơn. Để khi mình tham gia khóa thiền ngắn ngày đó, mình hiểu được tâm mình, thì trong một hoàn cảnh đều mình đều uyển chuyển, mình xử lý một cách khôn khéo nhất, nó có lợi cho bản thân mình
có lợi cho bạn quyến thuộc của mình, và cái nguồn năng lượng nó lan tỏa đến nhiều người nữa, và có lợi ngay trong hiện tại và có lợi ngay trong tương lai. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi. Quý vị thông cảm là tôi không hiểu là tại sao á cái máy tính nó lại tự nó điều tiết cái âm lượng volume đấy, thì tôi mong là bây giờ nó hết rồi, nó không có nhảy nữa. Rồi, chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.